Tính đến, đến trước lượt trận thứ 5 của đợt tập trung cuối tháng 9 đầu tháng 10 này, cục diện bảng 3 của nhóm A đấu trường UEFA Nations League đang khá căng thẳng với cuộc chiến giành vé đi tiếp. Hiện tại sau 4 lượt trận Hungary đang chiếm ưu thế với 7 điểm cùng ngôi đầu, trong khi hai đối thủ xếp sau là Đức và Italia có lần lượt là 6 và 5 điểm. Như vậy ngoài đội tuyển Anh đã gần như hết cơ hội cạnh tranh khi mới chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm thì cuộc chiến giành ngôi đầu và cũng là suất và bán kết đang thuộc về ba cái tên còn lại. Ở lượt đấu cuối tới đây, trong khi Italia sẽ chạm trán với đội tuyển Anh thì đội tuyển Đức sẽ đụng độ với Hungary. Đây được xem như cơ hội để thầy trò huấn viên Hansi Flick có thể vượt mặt đối thủ và chiếm lấy ngôi đầu. Với thực lực được đánh giá cao hơn hẳn nhiệm vụ giành chiến thắng được nằm trong khả năng của đội tuyển Đức. Tuy vậy thì với việc đây chỉ là giải đấu giao hữu nên họ cũng không thực sự được tin tưởng về mặt quyết tâm thi đấu. Đây là điều đã xảy ra ở hai lần tổ chức trước đó của sân chơi này khi mà đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn viên Hansi Flick đã chưa không thành công và đều đã bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu năm nay. Tuy đang có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp thế nhưng rõ ràng những gì mà họ đã thể hiện từ đầu giải là không thực sự thuyết phục. Cụ thể sau 4 lượt trận Đức chỉ có một chiến thắng còn lại toàn hòa, trong đó có trận hòa trước chính Hungary ở lượt đi. Vậy nên những lo ngại cho họ ở cuộc tái đấu tới đây là hoàn toàn có cơ sở. Mối lo ấy càng trở nên lớn hơn khi nhìn sang phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ là thực sự không dễ đánh bại. Cần biết rằng ngoài quyết tâm khẳng định bản thân, đại diện Trung Âu cũng đã có những bước tiến lớn về mặt chuyên môn trong quãng thời gian gần đây, mà cụ thể là từ vòng chung kết Euro 2020. Đến giai đoạn hiện tại, thầy trò huấn viên Marco Rossi cũng thể hiện phong độ tích cực để gây bất ngờ lớn với người đầu tại bảng 3 như hiện tại. Với đặc điểm như thế, Hungary thực sự được xem là thử thách khó khăn cho Đức ở trận đấu tới. Tuy nhiên, thì những diễn biến trên thị trường đã lấy lại niềm tin cho thầy trò huấn viên Hansi Flick khi nhà cái vẫn xếp họ chấp tới một 3 phần tư ở cuộc đọ sức tới đây. So với những lần đụng độ trước đó, mức chấp này là không quá ấn tượng. Thế nhưng với những gì đang diễn ra, mức kèo này được xem là phù hợp và thể hiện được đầy đủ năng lực của Đức, đi kèm theo đó là niềm tin cho khả năng tạo ra khác biệt ở trận đấu tới. Chính vì thế nên đây vẫn được xem là lựa chọn để trông đợi trên phương diện tổng bàn thắng so với xu hướng chơi cởi mở cùng hiệu quả khá cao từ hàng công đánh giá cho khả năng hai đội tạo ra kịch bản tương bừng lưới dùng ở trận đấu tới là không nhỏ tuy nhiên trên thị trường mức kèo ba hòa mà nhà cái đưa ra có vẻ như chưa thực sự tương xứng với diễn biến từ thực tế vậy nên cũng khó đạt niềm tin cho mốc trên ở đây